Công an thành phố Châu Đốc thông báo về việc tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, thực hiện kế hoạch số 2986 ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Công an tỉnh An Giang về triển khai thực hiện quyết định số 3104 ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công an, quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức và nhân dân đối với Công an Nhân dân, Công an thành phố Châu Đốc, tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cấp thành phố năm 2020 tại hội trường Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc được trực tiếp trên sóng truyền thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc thời gian lúc 8 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Nội dung lấy ý kiến tình hình kết quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ công an thành phố, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an thành phố những vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân thông qua hội nghị nhằm phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và củng cố niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân với lực lượng công an thành phố. Công an thành phố thông báo đến nhân dân trên địa bàn thành phố nắm mọi ý kiến góp ý cho hội nghị, xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng công an phường Châu Phú A 02963 866 224. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của nhân dân. Khí thai trưởng công an, phó trưởng công an, thượng tá Hồ Thanh Danh.